Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer, và như thường lệ mình là phóng viên Sáng Sáo Vinh Tokuda và mình đã quay trở lại. Như các bạn có thể nhìn thấy thì hiện tại ở đây mình đã có hai con chuột. Và tại sao có hai con chuột ở đây? Thì đương nhiên rồi, như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ so sánh hai con chuột này. Và liệu chúng ta có thể tìm được một con chuột khác có thể soán ngôi được G102 ở phân khúc là 400-500 nghìn hay không? Thì về G102 thì chắc là anh em cũng không có xa lạ gì, khi đây có thể nói là một con chuột vua ở phân khúc 400-500 nghìn. Và có thể nói đây cũng là một con chuột quốc dân luôn, khi mà ở rất nhiều các cái hàng net anh em có thể dễ dàng nhìn thấy con chuột này, cũng như ở cái phân khúc giá rẻ như vậy. Thì với những anh em chơi game mà chưa có cái túi tiền rủng rỉnh thì đây cũng là một cái success số 1 để cho anh em. Còn ở thời điểm hiện tại, khi mà sự nổi lên của hãng Etra, một hãng đang làm mưa làm gió và nổi lên cực kỳ mạnh ở phân khúc giá rẻ thị trường gaming Việt Nam, thì hôm nay mình có ở đây là con M660. Thì nó cũng có cái giá cùng phân khúc với con G102. Và ở video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là con M660 nó có thể soán ngôi được con G102 hay không. Thì đầu tiên điểm qua thông số của 102 trước, thì khi mà sở hữu con chuột này thì anh em sẽ có một con chuột nhỏ gọn, đối xứng ở hai bên, có hai phím chức năng ở cạnh trái, và anh em có thể tùy ý điều chỉnh các cái chức năng này thay vì back và forward trên phần mềm Z-Hub. Trên thân chuột là biểu tượng Logitech quen thuộc với LED RGB 16,8 triệu màu và tùy chỉnh. Cùng với đó là mắt đọc Mercury độc quyền của Logitech có độ chính xác cực kỳ cao. Và những cái ngày đầu tiên bập vào cái bộ môn gaming gear tốn thận này thì mình đã sử dụng G102 vào một khoảng thời gian khá là dài. Và sau khi đổi sang G Pro Wireless thì mình mới nhận ra là ở cái giá 400.000 này thì G102 đang là rất là tốt, và cực kỳ tốt với những cái gì mà nó có của một con chuột rẻ mang lại. Với 8.000 DPI thì thực sự là anh em cũng không thể nào sử dụng hết. Và với những cái công việc thông thường thì mình chỉ sử dụng ở mức là 1.200 cho đến 1.800 DPI. Với cái tốc độ như vậy là vừa và đủ để sử dụng trên một màn hình Full HD, hoặc là cao hơn thì là 2K. Và khi chơi những cái tựa game FPS thì mình chỉ giảm xuống khoảng 700 đến 800 DPI. Và mình cần cái tốc độ thấp để dễ dàng xử lý cũng như em chính xác ở các cái thao tác bắn. Và với hai nút chức năng ở cạnh hông thì chúng ta cũng có thể dễ dàng thao tác và điều chỉnh DPI khi chơi hay là thao tác thông thường. Tuy nhiên thì nếu anh em có khẩu tay to, thường thì sẽ là cái khẩu tay to cũng như từ vừa trở lên, mà quen cầm cái kiểu palm, tức nghĩa là ôm hết tay vào chuột như này này, thì khi mà cầm con Logitech này anh em sẽ có cái cảm giác là nó hơi bị hụt. Và khi mà chơi game ở cái thời gian lâu, nhất là những cái tựa game FPS phải di chuyển liên tục cũng như là flick chuột các thứ, thì anh em sẽ dễ cảm thấy mỏi cũng như là khó chịu của cổ tay. Với anh em cầm cái kiểu claw là bám như này thì thực sự nó cũng không có khác biệt nhiều là mấy. Tuy nhiên thì với cái thiết kế dáng cầm là nó hơi nhỏ thì G102 sẽ phù hợp hơn với những anh em có cái khổ bàn tay nhỏ hay là ngón tay ngắn. Nếu mà anh em có những cái khẩu tay to cũng như là từ vừa trở lên thì nên chọn cho mình con chuột khác, thì theo mình như vậy nó sẽ hợp lý hơn và nó sẽ tăng cái trải nghiệm khi mà chơi game cũng như làm việc hơn. Và phía bên phải mình đây thì là con chuột Edra M600, và như mình đã nói ở trên, nó cùng một phân khúc giá là khoảng 400 đến 500 nghìn, và đây sẽ là con chuột có thể soán ngôi G102 trong suốt một quá trình vừa rồi. Về cảm giác cầm thì M660 cho mình một cái cảm giác khá là quen thuộc, khi mà cái thiết kế của nó có phần được học hỏi từ Dead Adapter của Razer và Zowie EC2B. Được thiết kế theo kiểu công thái học dành cho những anh em thuận tay phải, và các cái đường nét uốn cong đặc trưng của ergonomic này trên thân chuột thì nó sẽ tạo cảm giác thoải mái và ôm tay hơn cho ngón tay cái. Và ngoài ra thì M660 nó còn đầm tay hơn và tạo cái cảm giác chắc chắn và không bị gò bó khi sử dụng. Nếu để G102 cạnh M660 thì anh em sẽ thấy là G102 có phần ngắn hơn và độ dày của thân chuột sẽ mỏng hơn hẳn so với M660. Điều này cũng có phần đồng nghĩa với việc là M660 sẽ đầm tay hơn G102 một chút. Khi mà chơi những cái tựa game FPS bằng M660 thì với thiết kế ergonomic như này thì đương nhiên là tay và ngón cái của các bạn sẽ được bo và ôm rất là sát vào con chuột. Và nhờ như vậy nên là khi mà anh em flick chuột cũng như là êm tâm thì anh em sẽ không cảm thấy bị hụt và cảm giác nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều khi mà sử dụng những con chuột khác không ôm tay. Ngoài ra ấy, thì có một lưu ý là với những dáng chuột ergonomic như này thì khi mà anh em sử dụng lâu và quen với dáng chuột này rồi thì anh em rất khó để có thể chuyển sang con chuột khác có thiết kế đối xứng hay là những con chuột ergonomic khác mà có cái dáng khác lại loại vậy, và nó sẽ có cảm giác khá là gượng. Thì mình đã gặp cái vấn đề này khi mà một thời gian trước mình chơi con Dead Adapter và mình gần như là kiểu bị chuột cầm người ấy, chứ không phải là người cầm chuột nữa. Và chưa hết, với M660 thì tính thẩm mỹ cũng được Edra rất là quan tâm, và do vậy nên là Edra đã trang bị cho con chuột này của mình cái hiệu ứng đèn LED RGB chạy viền bên dưới đáy, cùng với đó là logo Edra ở thân chuột cũng như là phần con lăn. Và ở mức giá này thì giải đèn khá là mượt mà cũng như độ sáng ở mức rất là ổn và đẹp như anh em có thể nhìn thấy trên video.
Và tất cả những vị trí nó sẽ khiến cho con chuột này nó nổi bật hơn so với G102 khi mà anh em để trưng bày cũng như là chụp ảnh sống ảo cái góc máy của mình. Và với độ nổi bật này thì cái ảnh sống ảo nó sẽ rất là lung linh tình mảnh tình cha. Thì nói thêm một chút về vấn đề thẩm mỹ thì cả hai con chuột đều sở hữu cái bề mặt đen nhám. Tuy nhiên thì ở M660 nó sẽ có một cái bề mặt gọi là tốt hơn, khi mà với cái bề mặt như này nó sẽ giảm cái độ bám vân tay cũng như mồ hôi nhiều hơn so với G102. Mặc dù là cả hai đều có bề mặt đen nhám nhưng mà bề mặt đen nhám của M660 thì mình đánh giá là tốt hơn. Và về phần mềm thì với M660 FPS Pro, anh em có thể tùy chỉnh các phím chức năng ở trên chuột cũng như là hiệu ứng chạy LED RGB ở nhiều chế độ khác nhau mà anh em muốn. Và nó cũng giống như những ứng dụng tinh chỉnh của những mẫu chuột gaming cao cấp khác trên thị trường. Cùng với đó thì ở trên M660 thì anh em còn có được trang bị cái mắt đọc là 3389. Thì đây là một mắt đọc tiên tiến nhất của VSAT ở thời điểm hiện tại và là cái phiên bản nâng cấp hơn của 3360, vốn được coi là huyền thoại của những cái sản phẩm chuột gaming ở thời điểm trước. Và hầu hết chuột gaming được trang bị mắt đọc 3389 đều không hề rẻ và đơn cử như là Cooler Master MM711 với những cái thông số kỹ thuật giống hệt như AirDrive M660 và nó có giá lên đến tận 1,5 triệu đồng, và hay là cao cấp hơn ấy, thì là Zowie EC2 giá nó là hơn 2 triệu đồng cũng chỉ được trang bị 3360 mà thôi, và thậm chí nó còn không có đèn LED RGB nữa. Và DPI thì nó còn lên đến tận 16.000, tuy nhiên thì anh em không thể dùng hết được 16.000 như mà mình đã nói ở số công nghệ tail lần trước ở đây này. Và mặc dù như vậy thì nhà sản xuất đã rất là chú tâm đến trải nghiệm người dùng, cho nên là đã song sanh cho anh em một cái định mức DPI rất là cao lên tận 16.000 như vậy, và chúng ta chỉ thường thấy ở trên những con chuột đắt tiền ở cái phân khúc cao hơn chứ không phải những con chuột giá rẻ như thế này. Đấy, G102 chỉ có 8.000 mà thôi. Một phần quan trọng nữa quyết định là có nên chọn con chuột này hay là không thì đó là giá bán. Thì hiện tại ở Hà Nội Computer, Edra M660 đang được bán với giá là 549.000, một mức giá mà gần như không có đối thủ ở trong phân khúc này. Những gì mà nó đem lại thì có thể nói nó là quá tuyệt vời. Và quay trở lại với cả hai con chuột này thì với những ưu điểm kể trên thì chắc hẳn anh em đã có thể chọn cho mình một con chuột đang ở tốt nhất ở trong phân khúc giá rẻ rồi, phải không nào? Và thời gian thay đổi, thời thế cũng đổi thay, thì liệu M660 có thể xóa được ngôi vương của G102 trong suốt một quãng thời gian vừa rồi hay không? Em hãy để lại bình luận ở phía dưới. Và hiện tại thì nếu anh em muốn trải nghiệm qua hai con chuột này để chọn ra là đâu sẽ là con chuột phù hợp nhất với mình thì anh em có thể qua những cái showroom của Hà Nội Computer. Ngoài ra thì đến đây cũng hết video rồi. Đừng ngần ngại mà để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Cũng như đừng quên bấm subscribe với cái chuông nhỏ nhỏ ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và như thường lệ, mình là phóng viên Sam Vinh Tokuda. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo.